Me, bà con tôi biết me hết rồi phải không bà con? Me thì có câu nói là của chua ai thấy cũng thèm, mũi dãi bèm hèm, me chua thì cũng không muốn ăn. À, đó là me nha bà con, nó chua lắm đó bà con. Nhưng mà nó tốt chứ không phải không. Me nó rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà riêng có một số người thế này, bệnh này vui lòng đừng ăn me, là người có bệnh dạ dày, đói bụng, say rượu, đang uống rượu, tiểu đường, xương khớp, tiêu chảy, tiêu nhiều, mang răng hư là vui lòng không ăn me. Ăn vào bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, không tốt gì cho sức khỏe cả. Cho nên vui lòng đừng ăn me. Những người vui lòng đừng ăn me là những người có bệnh dạ dày, đói bụng, say rượu, uống rượu, tiểu đường, xương khớp, tiêu chảy, tiểu nhiều, men răng hư là vui lòng. Vui lòng nhớ là không ăn me. Đó. Còn ăn me nó tốt cho sức khỏe là nó giảm viêm, thanh lọc máu, tốt cho mắt, thoái hóa vận mạc, bảo vệ tim mạch, tiểu đường, hạ nóng, giảm cân. Wow! Ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa, nó làm cho hết táo bón. Ăn một ngày 100g, đó, trái không dập, nát, ăn 5 ngày liền liền thì chúng ta nghỉ 2 ngày rồi chúng ta mới ăn tiếp. Chứ không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Tốt là chúng ta vậy, tốt thì tốt, nhưng mà nhớ ăn một ngày 100g, trái không dập nát, ăn 5 ngày liền liền thì phải nghỉ 2 ngày liền rồi mới tiếp tục ăn nữa. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.